cái cỏ cỏ xước à? Vâng. Vì sao cỏ nó xước? Này sờ sờ cái tay nó vào xong rồi vậy nè. Đau bị xước này. Bị xước. Đây này. Dính tay vào. Đây rồi. Xước. Cái lấy 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 cái lấy con gốc thôi. Gốc thôi bố. Rồi rồi. Gọi là xước. Xước tay đau chứ nè. Rồi biết rồi. Không thể kìm. Cái giả nó mới đau, cái không giả nó không đau đâu. Cái cỏ xước. Nó không có lá, nó ít cỏ ít lá, tức quá. Cây sinh. Hà hà nó xíu tay vậy. Một là cây lồng đèn á. Giống cây cối xay. Hả? Không, cây lồng đèn, cây cối xay là cắt. Lồng đèn xong rồi xong mở ra nó mở. Không. Nhiều không? Nhiều quá. Ông trong thoại tự nhiên luôn. Ông cái quái hoa gì đi ông? Mà nó nở à? Ngang như cái kiểu mà nó rung 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 xuống như như hoa nha lan không nó mở 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 mở. Cái này có lá không? Lá đấy bà. Ít lá, tôi hiểu sao nó. À, mẹ ơi đau quá. Xước hết cả ra. Đúng rồi, xước tay đau là phải rồi. Cái gốc lên mà lôi. Chú đó.